Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Ride It On. Từ sau series Kamen Rider SA với nhân vật Kamen Rider Game, anh ta đã đem lại một cái nhìn hết sức ấn tượng về tạo hình của một Rider giống với nhân vật chính. Rider màu tím cũng thể hiện cho sự chuyển biến tâm lý sâu sắc sau sự thành công mỹ mãn của Game, hay chính xác là Dan Kuroto. Ngay trong năm tiếp theo, trong series của Bill, chúng ta cũng có một Kamen Rider màu tím với sự chuyển biến tính cách theo từng giai đoạn của phim và thể hiện vô cùng thành công. Đó là Kamen Rider Ro, hay ban đầu hắn ta được biết với cái tên Nairo. Trong phạm vi video lần này, mình chỉ đề cập tới Kamen Rider Ro lẫn hình dạng trước là Nairo. Mình sẽ không đề cập tới Kamen Rider Mark Ro, mặc dù thật sự là Kamen Rider nhưng nó không được chuyển hóa từ Gentoku mà được chuyển hóa từ một người khác, và mình sẽ để Kamen Rider Mark Ro cho một video khác nhé. Vậy người tên Himuro này là ai? Và anh ta có vai trò như thế nào trong series Bill? Chúng ta cùng bắt đầu với phần đầu tiên, sơ lược về nhân vật Himuro Gentoku nào. Gentoku Himuro, anh ta là con trai của thủ tướng tại vùng đất Toto, người có tầm ảnh hưởng đến tất cả những người khác, bao gồm cả việc nghiên cứu Pandora Box, thứ đã làm cả đất nước Nhật Bản thay đổi khi tạo những bức tường khổng lồ với tên gọi Skyward. Nó ảnh hưởng tới toàn cục, tạo nên thế tam trụ của cả đất nước Nhật Bản. Là một người xuất hiện từ đầu phim, thể hiện rõ sự mưu mô toan tính, lợi dụng Bill để hoàn thành nghiên cứu về Pandora Box, cũng như dùng những lời lẽ lấp liếm của mình để che đậy thân phận là Macro một cách cực kỳ khéo léo, sẵn sàng đổ lỗi cho tất cả những người xung quanh để bản thân luôn nằm trong vòng trong sáng. Sự thật về Nairo chỉ xuất hiện trong một spin-off riêng về nấy, kể về quá trình trước khi Gentoku chuyển hóa bản thân hoàn toàn vào trong bóng tối. Sau sự kiện Skyward, Gentoku lúc này đã được bổ nhiệm làm giám đốc của bộ phận nghiên cứu. Nhưng anh phát hiện trong bộ phận của mình có một kẻ mang tên Takumi Katsuragi. Hắn ta đang thực hiện những kế hoạch bất hợp pháp lên những con người, biến họ trở thành những quái vật với tên gọi Smug. Ban đầu anh tính ngăn cản thí nghiệm của Takumi, nhưng nhận ra rằng bản thân của mình cũng không được quá nhiều người trong hội đồng tin tưởng, vì Gentoku luôn theo đuổi mục đích phải có thực lực, chứ không phải chỉ dùng sự bình đẳng hay là những cuộc thương thuyết suông để giành lấy sự bình đẳng giữa cả ba vùng đất. Anh luôn tin rằng những vùng đất còn lại luôn trực chờ xâm chiếm vùng đất Toto của anh cũng như cha mình, nên luôn trong tâm thế muốn xây dựng một lực lượng khổng lồ bảo vệ bản thân cũng như sẵn sàng xâm chiếm những vùng đất còn lại, thống nhất lại Nhật Bản một lần nữa. Kế hoạch của anh gần như bị tất cả mọi người từ chối, đến cả người bạn thân cũng không tin tưởng anh vì nghĩ anh bị khống chế bởi sức mạnh từ Pandora Box. Bất lực, tất cả suy nghĩ đó đã khiến anh đặt hết niềm tin vào Takumi, đưa anh ta tới một phòng thí nghiệm mới để tiếp tục nghiên cứu Smug. Quyết tâm của anh chỉ thực sự được đẩy lên cao trào khi Evos ra tay với người bạn thân còn lại của anh. Anh đã quyết tâm bắt tay với quỷ, thành lập nên tổ chức FAL, kích hoạt thứ vũ khí còn đang dang dở, Strange Steam Gun, chuyển hóa cùng với chiếc bottle với sức mạnh của dơi, một trong những đối trọng ở đầu phim của Bill. Nếu so với Bill thì Nairo như một bạn thử nghiệm. Hắn ta có tông màu đen và một bộ giáp sắt bên ngoài với những ống hơi nước, cũng là khả năng đặc trưng của hắn cùng với cẩu Steam Gun. Biểu tượng dơi trên gương mặt cũng như phần giáp, hai đường dây điện màu xanh và đỏ trải từ phần thân cho tới hai tay, là một hệ thống hoàn toàn khác so với Rider System. Steam Gun không cần người sử dụng có lượng Hazard level trong cơ thể. Nairo dựa hoàn toàn vào khả năng chiến đấu của bản thân cũng như kinh nghiệm tích lũy qua nhiều trận chiến. Điều này thể hiện rất rõ qua những trận đánh cùng Bill. Hắn ta sử dụng linh hoạt tất cả những vũ khí của mình, bao gồm 3 hình dạng của Steam Gun để đối chọi với Bill. Dù Bill có khả năng biến hóa từ rất nhiều best mark khác nhau, nhưng hắn ta vẫn chưa một lần nào thực sự lép vế so với Bill. Chiếc bottle với năng lực của dơi, hắn ta có khả năng tạo ra một đôi cánh để bay lên không trung cũng như thực hiện đòn tất sát cực kỳ nguy hiểm của mình. Nhưng điều đáng nói nhất của Nairo cũng như Blastart đó là khẩu Steam Gun. Khẩu súng này khi kết hợp cùng với Steam Blade sẽ tạo nên khẩu Steam Rifle. Ngoài sát thương được nâng cao cũng như khả năng nhắm bắn,
và kết hợp cùng với những chiếc portal khác, bản thân nó cũng có những công tắc riêng để kích hoạt những đòn tấn công khác nhau, tấn công ra nguồn điện lớn, vô hiệu hóa và khống chế di chuyển của kẻ thù, tạo ra nguồn hơi nước đông lạnh, gia tăng sát thương lên người kẻ thù cũng như tạo nên màn xương để hắn ta rút lui. Và như bao tên phản diện khác, Steam Gun có khả năng biến những người bình thường trở thành smart chỉ bằng luồng khí Nebula Gas mà nó phóng thích. Ngoài những đòn tất sát từ Steam Gun, tất sát thực hiện cùng với đôi cánh dơi là xoay tròn để kích liễu kẻ thù. Thất bại cùng việc bỏ trốn với Pandora Box, anh đã bị Sparkling của Bill ngăn chặn và đánh bại. Uất hận trước mối nhục này, anh quyết tâm sẽ trở lại với sức mạnh của Kamen Rider để đánh bại được Sento, thứ sức mạnh Kamen Rider mà anh thèm khát. Để có được sức mạnh này, anh ta không ngần ngại quỳ xuống chân của Utsumi để được tập đoàn Namba thí nghiệm lên bản thân, trở thành Kamen Rider sử dụng Strat Driver, được chấp thuận để tham gia cuộc thí nghiệm. Cánh cửa của địa ngục vừa mở ra. Nếu các bạn chỉ xem series chính sẽ không thấy được sự tàn độc của cuộc thí nghiệm này. Các bạn nên tìm xem hai tập phim còn lại về series của Raw để biết thêm sự tàn khốc của thí nghiệm này. Tất nhiên trong clip mình sẽ không thể nào để chi tiết vì nội dung trong spin-off đó quá bạo lực. Anh đã phải đối mặt với những kẻ có Hazard level từ 4 trở lên. Bọn chúng mạnh áp đảo anh và có kẻ thậm chí còn được tuyển chọn trở thành Kamen Rider mới. Nhưng cho dù có tiềm năng lớn như thế nào thì bọn chúng đều thất bại. Chỉ có duy nhất Evot là tin tưởng vào quyết tâm của Gentoku, niềm tin từ những tên cấp dưới cũ của mình đặt cho anh. Anh đã có quyết tâm để đánh bại những kẻ may mắn được chọn. Lúc này Rentoku sau khi trải qua địa ngục chỉ còn lại là một kẻ cuồng bạo và muốn có sức mạnh để tiêu diệt tất cả mọi thứ. Quyết tâm cực độ đó của anh đã giúp anh chuyển hóa thành Rider với tên gọi Ro, thứ tên gọi mà anh đã đặt cho Kamen Rider này, Strat Driver, nhưng không sử dụng lõi Jelly mà sử dụng một chiếc bottle phá nát nó với sức mạnh từ Crocodile để chuyển hóa thành Kamen Rider Ro. Lần đầu xuất hiện trong series chính cũng là lúc tuyên chiến với Toto. Anh đã ra mặt với tư cách là Kamen Rider. Hình dạng của Kamen Rider Ro là một trong những Rider đẹp trong series của Bill. Tất nhiên là trong series Bill thì quá nhiều Rider đẹp, nhưng thiết kế của Ro lại cực kỳ hợp. Từ việc xây dựng nội dung chuyển hóa từ Nairo thành Ro của Gentoku cho tới chiếc bottle chứ không phải là lỗi Jelly cũng cực kỳ ăn nhập với nhau. Lực cắn khổng lồ từ một con cá sấu đã tạo nên tất cả phần cơ thể của anh một màu tím, nằm giữa khoảng không giữa ánh sáng và bóng tối. Hàm răng của cá sấu tạo hình cho toàn bộ hình dạng của Nairo cho tới phần gương mặt của anh, thể hiện cú cắn cực mạnh của loài cá sấu, cũng như phần Star Driver đã ép vỡ tinh chất từ chiếc lọ bottle. Tông màu tím với những chi tiết trắng thể hiện cho răng của cá sấu và chi tiết đứt vỡ thể hiện sức mạnh tuôn trào. Anh như mặt đối lập của Sento lúc đó, kẻ mang danh nhà khoa học ác ma lại chưa bao giờ trở về từ địa ngục. Chỉ có Gentoku, người luôn đứng trên đỉnh, lại từ địa ngục bò về để trả thù. Hình dạng Ro cũng khác hoàn toàn so với hình dạng Black Hazard. Anh ta không phải là màu đen mà là màu tím của sự khống chế hoàn toàn trong bóng tối, có sức mạnh hủy diệt trong tay và thật sự kiểm soát của nó chính là điều đáng sợ của Ro lúc vừa xuất hiện. Khả năng Ro đến từ sức mạnh cú đá và những cú đánh phát huy toàn bộ tiềm năng lực cắn của loài cá sấu. Những cú đấm của anh mạnh tới nỗi xuyên phá những tên Hellrod một cách đơn giản. Lớp vảy bò sát của cá sấu cũng giúp anh tăng cao phòng thủ, chịu được hầu hết tất cả những đòn tấn công. Đến cả Hazard Striker cũng chưa chắc làm khó được anh nếu không bật trạng thái Mark Hazard. Vũ khí của anh là khẩu Nebula Steam Gun với tông màu phù hợp với anh, được điểm tô bằng những chi tiết vàng. Cũng có khả năng chuyển hóa từ hình dạng súng ngắn và một chiếc dao nhỏ chuyển hóa thành khẩu súng trường tăng khả năng tấn công. Anh cũng kết hợp cùng với nhiều bottle để thi triển khả năng trên bản thân mình. Không có sự thay đổi nhiều trên hình dạng của Ro mà anh chỉ thực hiện năng lực của những bottle đó. Ví dụ như Phoenix sẽ biến anh thành một con phượng hoàng lửa, giúp anh di chuyển trên không trung cũng như thoát khỏi phạm vi truy đuổi của kẻ thù. Chiếc bottle được anh sử dụng để lại ấn tượng nhiều nhất có lẽ là Diamond trong trận đối mặt với Rabbit. Sức mạnh từ hàm cá sấu chỉ thực sự kích hoạt khi anh thực hiện đòn tất sát Crack of Finish. Anh lao thẳng vào kẻ thù, dùng hai chân của mình để tạo hình hàm của một con cá sấu, kẹp liên tục vào kẻ thù như những nhát cắn đau điếng từ hàm cá sấu, sau đó hất văng chúng ra xa để tăng lượng sát thương lên gấp đôi. Đòn tất sát sử dụng Nebula Stream Gun cũng tương tự như vậy, phát bắn của anh đẩy lùi tất cả những Rider trong phạm vi với quy lực khổng lồ của nó. Sau
Sau trận thua trước hình dạng tang tang của Bill, Gentoku đã dần nhận ra sự thật, cũng như biết rằng mình chỉ là con rối trong tài của Evoth. Hắn ta không phải là Bloodstuck gì cả, mà là một thực thể ngoài hành tinh muốn khôi phục hoàn toàn hình dạng của bản thân, nên lợi dụng tất cả mọi người để chế tạo Rider System, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để ngăn cản hắn có được chiếc Evoth Driver. Nhưng anh đã thất bại, hắn đã có được sức mạnh tối thượng trong tay và chuyển hóa thành Kamen Rider Evoth. Không phải chỉ thất bại trong hình dạng Rider mà mình luôn tự hào, Gentoku còn chứng kiến sự hy sinh của người cha của mình. Ông ấy đã sẵn sàng hy sinh cho dù anh có phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng anh luôn là con của ông ấy. Và việc bảo vệ anh luôn là trách nhiệm mà người cha sẵn sàng để hy sinh cho con của mình. Chứng kiến tất cả mọi việc, sau một quá trình đầy đau khổ, anh đã thay đổi và sống vô cùng tích cực. Nó tích cực đến nỗi anh có hẳn một Hyper DVD, nơi mà những sự tấu hài diễn ra. Kéo dài từ series 9 cho tới Hyper DVD, phong cách ăn mặc hết sức lố lăng của Gentoku. Anh ta mặc kết hợp rất nhiều văn hóa lại với nhau để tạo ra những hình dạng lố lăng nhất có thể. Và nó cũng làm cho Misora trong Hyper DVD hết sức chướng mắt. Cô quyết tâm phải thay đổi Gentoku cho bằng được, để anh có được cách ăn mặc hợp thời nhất có thể. Hyper DVD là nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Sento lại chế ra một chiếc bottle đôi có hình dạng hai nửa hàm của một con cá sấu, dành tặng riêng cho Ro vì chiếc Strat Driver của anh lúc này đang bị hư hỏng. Nó chỉ được sử dụng với Bill Driver, nhưng Bill Driver từ đâu ra thì Sento lại không nói. Quá trình mua sắm cũng như thay đổi là điều quá sức so với Misora. Còn Bill thì đang phải đối mặt với trận chiến cùng tên Evoth. Hắn đã dùng một chiêu trò gì đó khiến chiếc bottle duy nhất của anh hoàn toàn tan biến. Hình dạng Rabbit không phải đối thủ của hắn nên anh đã bị đánh bại. Sento đang trọng thương nặng, Misora nghĩ đây chính là lúc mình chuyển hóa thành Bill. Nhưng không, Gentoku đã chụp ngay lại chiếc hắc lưng Bill Driver và chuyển hóa cùng với chiếc bottle đôi, và anh đã có được hình dạng thăng hoa của mình, Rambo. Nếu mà nói Rambo là giữ nguyên thiết kế của Ro thì có lẽ nhiều bạn sẽ đưa ra ý kiến trái chiều. Nhưng thực chất thì nó cũng có khác quái gì, trừ việc có thêm những hoa văn giống như sự thăng hoa từ một chiếc cây nào đó khắp người anh. Hay chính xác nói đơn giản là nấy được vẽ thêm những họa tiết màu vàng trên cơ thể để tạo thành phơm mới. Tất nhiên vẫn có một số vùng thay đổi màu sắc và tấm áo tròn thậm chí còn gắn một cách hết sức hời hợt. Nó còn làm trò hề tới mức có khả năng tháo ra để làm vô hiệu hóa đòn tấn công của Evoth trong chính movie này. Đoạn biến hình cũng hết sức ấn tượng, với tinh hoa màu vàng chảy trong đó và tạo thành hình dạng của anh. Sức mạnh của Rambo thì áp đảo cả Evoth Fable. Anh chiến đấu cân tài cân sức với hắn và thậm chí vượt trội hơn hắn. Cho đến khi hắn ta sử dụng Steam Gun thì anh mới thực sự bị đánh bại. Trong lúc đang ngàn cân treo sợi tóc chuẩn bị hắn ta ra đòn kết liễu, anh đã được những nhân vật phụ trong bộ phim truyền cho nguồn động lực vô tận và đứng dậy một lần nữa, thực hiện một đòn kết liễu vô cùng đặc sắc khi nó giống hệt đòn kết liễu từ phơm cơ bản. Anh lao tới Evoth, ra một cú kẹp hàm từ đôi chân của mình để nghiền nát đòn Rider Kick từ Kamen Rider Evoth Phase 1. Mặc dù không thể hiện quá nhiều, nhưng anh cũng để lại ít nhiều ấn tượng khi đây là một phơm có thể coi là hoàn hảo cũng như là bước tiến cuối cùng trong tính cách của Gentoku. Anh đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc trong quá khứ, phá vỡ hoàn toàn những mảnh vỡ từ chiếc bottle cũng như hình dạng Ro cơ bản. Nó giống như một cành cây, một bông hoa đang đắm chồi từ những vết nứt trong quá khứ của bản thân để trở nên ngày càng hoàn thiện. Phơm này của anh còn được tái sử dụng Build New World Kamen Rider Kree Perfect Kingdom. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Rider On. Thanh quá trình. Hẹn xin.